Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà đã tổ chức tiếp nhận nhu yếu phẩm và nông sản hỗ trợ từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đoàn hỗ trợ gồm 6 xe của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tới hết trung tâm văn hóa quận Sơn Trà ngay từ sáng sớm, mang theo những nhu yếu phẩm là những phần quà nghĩa tình, ấm áp mà người dân huyện Đại Lộc gửi đến cho bà con quận Sơn Trà nói riêng và Đà Nẵng nói chung. Hơn 25 tấn rau củ quả các loại, 5 tấn gạo cùng dầu ăn, nước mắm, đường đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tiếp nhận và vận chuyển trực tiếp xuống dưới các địa phương đang bị phong tỏa để trao cho người dân. Ủy ban huyện Đại Lộc đã tổ chức vận động Ủy ban nhân các xã thị trấn và sau khi vận động quyên góp trong một tuần thì được 30 tấn hòn. Trong đó là 5 tấn gỗ và 5 tấn rau củ quả. Là sáng nay được lệnh thừa lệnh của Ủy ban huyện Đại Lộc thì Hội Thập đỏ huyện Đại Lộc chở hòn ra để quận Sơn Trà để phục vụ cho bà con đang khó khăn trong cái mùa Covid của thành phố Đà Nẵng. Và Ủy ban huyện Đại Lộc cũng có tiếp tục là sẽ vận động tiếp tục để tiếp tục đến các huyện thành phố của Đà Nẵng. Nên hôm nay là chuyến đầu tiên của huyện Đại Lộc. Thì ngay trong sáng nay khi mà đã tiếp nhận được của Đảng chính quyền và bà con nhân dân huyện Đại Lộc thì chúng tôi quận Sơn Trà thì cũng đã phân bổ, đảm bảo trong sáng nay là phân bổ trực tiếp đến cho 5 phường cách ly y tế khu vực phong tỏa trên địa bàn của quận, đảm bảo trong ngày hôm nay là trong sáng hôm nay là sẽ đưa đến phường và phường sẽ trao đến cho bà con ở trong sáng hôm nay để đảm bảo cho là các hộ dân ở trong khu vực phong tỏa đều được có tí rau xanh và có gạo củ quả, đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thực phẩm cho bà con. Để chương trình diễn ra thuận lợi, huyện Đại Lộc đã phối hợp với Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng dẫn đoàn xe qua các chốt liên ngành và bố trí địa điểm lực lượng bốc dỡ hàng hóa. Đây thật sự là chương trình thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó nghĩa tình anh em giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, góp phần chia sẻ khó khăn, đẩy lùi đại dịch COVID-19.